Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với thông tin tiếp theo của chương trình ngày hôm nay. Một thông tin về ẩm thực chắc chắn là sẽ khiến cho chúng ta thay đổi không khí của chương trình. Cùng với những thông tin nãy giờ có vẻ cũng hơi căng thẳng đúng không ạ? Thưa quý vị, vào chiều hôm qua thì tại Thư viện Quốc gia, người dân thủ đô đã được dịp thưởng thức hàng trăm món ăn thức uống lừng danh của các quốc gia như là Ý, Tây Ban Nha, Ireland, Pháp tại lễ hội ẩm thực châu Âu 2015. Các món ăn từ cổ điển cho đến hiện đại được các bếp trưởng đến từ nhiều nhà hàng khách sạn 5 sao ở Hà Nội chế biến và mang đến cho thực khách những cảm giác khó quên trong dịp cuối tuần. Với những cuốn hộ chiếu đặc biệt, chiều qua hơn 1.000 thực khách đã có những trải nghiệm thú vị trên hành trình khám phá châu Âu qua những món ăn lừng danh như pizza, pasta, thịt bò áp chảo kiểu Pháp, bánh táo, bánh kép v.v. tại lễ hội ẩm thực châu Âu 2015. Cuốn hộ chiếu kèm phiếu quà tặng thức ăn và đồ uống thay thế những tấm vé thông thường, góp phần mang tới cho khách tham quan ấn tượng đặc biệt đối với lễ hội năm nay. Cái hộ chiếu này đây là một cái phong cách rất là mới, cũng như những cái lần mình đi công tác hoặc là làm việc ở nước ngoài thì gây ra một cái cảm giác rất là challenge, rất là thú vị đấy. Thì lâu lắm rồi thì rất là mong có những cái hoạt động này thường xuyên hơn, thì để cho các cháu cũng giao lưu cũng như là có những bạn thêm bạn bè không chỉ ở Việt Nam mà còn bạn bè quốc tế nữa. Lễ hội ẩm thực châu Âu do Phòng Thương mại châu Âu Eurocharm tại Việt Nam tổ chức có sự góp mặt của gần 30 gian hàng phục vụ các món ăn từ cổ điển đến hiện đại, vang danh thế giới của ẩm thực châu Âu. Những người ra Hà Nội rất là tò mò và rất là mong muốn được thưởng thức các cái hương vị khác nhau của các miền đất khác nhau trên toàn thế giới, đặc biệt là châu Âu, một khu vực mà có rất là nhiều truyền thống về văn hóa cũng như là ẩm thực. Người dân Việt Nam, người dân Hà Nội đến và thưởng thức rất là hào hứng, và nhiều khi là họ còn muốn là đem cả những cái thực đơn và cũng như là đem những cái bí quyết đấy để đem về nhà. Bên cạnh cơ hội đến với những món ăn nổi tiếng, tại đây khách tham quan còn được thưởng thức màn trình diễn kỹ thuật cấp đông thực phẩm và chương trình âm nhạc sống động mang đậm sắc màu châu Âu. Qua 8 lần tổ chức, lễ hội ẩm thực châu Âu thực sự trở thành sự kiện thường niên được mong đợi tại thủ đô mỗi dịp tháng năm về.